Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nên toàn miền Bắc trời sẽ chuyển nắng dần từ sớm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Vì thế, ở phía đông Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, sương mù và sương mù nhẹ. Vùng ven biển phía đông vẫn có mưa. Đến trưa chiều, trời giảm nắng sẽ mở rộng ra từ phía Tây Bắc Bộ sang toàn bộ khu vực Bắc Bộ, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, tại khu vực các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Còn ở khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây và hầu như không có nắng nên nhiệt độ dao động chỉ từ 20 đến 22 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay toàn miền Trung sẽ chuyển nắng dần từ Bắc vào Nam. Dự báo trong đêm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế chỉ còn duy trì tình trạng nhiều mây, mưa vài nơi. Và đáng lưu ý hơn cả là hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện về đêm và sáng sớm làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Đến trưa chiều mai, khu vực này đồng loạt có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế dao động từ 24 đến 27 độ. Còn ở các thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ở mức nhiệt ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn nắng mạnh, nhiệt độ cao. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới. Tại khu vực vùng cao Tây Nguyên nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ với mức nhiệt dao động ở ngưỡng từ 30 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Sương mù và sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn ở ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 5, biển động nhẹ. Còn tất cả các khu vực biển còn lại đều có chung tình trạng thời tiết tốt.